Vì con Xin chào mọi người, lại đến với kênh kỷ niệm vô giá. Nên mình hát cho mọi người tham quan nhà sử Thanh Xuân thuộc Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng nha. Mình bắt đầu đi từ bên này, giải số gia đình sống năng lo thánh gia nay giờ đêm nhà thờ Thanh Xuân. Bữa nay biết sao trang trí đẹp lắm mọi người, nhà thờ dân hoa nên là tháng 5 rồi nên trang trí rất là đẹp. Đây là tháp chuông. Nhà thờ Thanh Xuân nằm ở địa chỉ ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm thành lập là năm 1956. Số giáo dân là 4.500 nhân. Đi lên rất đẹp. Đằng sau này mình thấy có cái vui chơi của thiếu nhi. Đây. Đây khu vui chơi của thiếu nhi. Đây là tượng Đức Mẹ. Ngày 15 tháng 6 năm 1960, Đức cha Simon Hóa, Nguyễn Văn Hiền đã cho thiết lập cái xứ mới tách ra khỏi giáo xứ Tân Thanh và đặt tên vào là nhà thờ Thanh Xuân và giao cho Đức cha Nguyễn Văn Khấu làm quản xứ. Cứ để chị em đến với thầy. Con
hay là mộ của linh mục Yusia Du Ngọc Châu. Và đây là linh mục Nguyễn Văn Khấn. Hãy học mình ta. Đây là gia đình thánh gia, Đức Mẹ, Thánh Cả Du Xe và Chúa Giê-xu. Đây là Chúa lòng thương xót. Đây còn có chỗ để chơi bóng rổ nè, giải trí nè. Nhà thờ khuôn viên thì cũng không được to, nhưng mà mình thấy là khuôn viên của nhà thờ Thanh Sơn này rất là đẹp. Chúa lòng thương xót, lạy Chúa Giêsu, con tín thác lời Chúa. Vì mãi mãi Chúa hãy yêu con, ghi nhớ ngày làm phép tượng lòng Chúa thương xót Thanh Xuân thứ sáu ngày 30/9/2016. Từ ngàn đời Chúa đã yêu con. Chuông kỷ niệm ngày đặt viên đá là ngày 5/2/2005. Linh mục quản sứ là Yusia Du Ngọc Châu. Và mình vừa quay xong phần cảnh của nhà thờ Thanh Xuân. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và mọi người nhớ like, đăng ký kênh và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người.